Chào mừng mọi người đã đến với cái video của Thạch Hảo Lâm hôm nay. Tiếp tục làm video, Thạch Hảo Lâm sẽ giới thiệu, trân trọng giới thiệu với toàn thể mọi người về một cái cây thuốc mà theo kinh nghiệm của Đông y phía Bắc, theo kinh nghiệm dân gian là người ta hay sử dụng cái cây này. Thì là hôm nay Thầy Hảo Lâm giới thiệu. Đây, Thầy Hảo Lâm đi lấy thì giới thiệu luôn cho mọi người biết cây thuốc này. Và sơ qua một số cái kinh nghiệm chữa bệnh về cái dây này. Đây, rất nhiều nha. Thưa mọi người, là đây là cái dây tơ hồng xanh. Dây tơ hồng nhé, dây tơ hồng xanh hay còn gọi thỏ ti tử. Nhưng mà loại này là loại màu xanh nhá mọi người nhé. Thì đây, mở cho mọi người nhìn rõ. Đây, quả của nó đây. Đó. Về phơi nó hao lắm bác ơi. Vâng. Ngoài hết chứ ạ. À, cây cỏ xước thì nó đi vào xương khớp và nó cũng có tác dụng cả với ví dụ như tiểu dắt tiểu buốt thì nó cũng kèm vào, nó cũng là một vị thuốc để kèm vào. Đó. Đây nhá các bác nhá. Cây này thì tác dụng của nó, tác dụng của cái dây tơ hồng xanh này là điều trị chữa bệnh về gan và thận là chủ yếu. Như khô sơ gan này, gan bị teo gan này. Đó. Và về thận thì cái này, cây này đun nước uống, sắc uống bình thường ấy thì rất tốt cho sinh lý nam giới. Vâng, đấy là theo cái kinh nghiệm dân gian của những thầy thuốc đông y ở phía Bắc này. Báo cáo mọi người nhiều là như vậy. Đây, đây cả chùm ấy. Đó. Đấy, rất là nhiều nhá. Cái tơ hồng xanh. Thân nó xanh này các bác nhé. Đó. Thì ở chỗ mình thì dây này là dây quý và cũng là hiếm đấy, không phải chỗ nào cũng có đâu mọi người ạ. Quý và cũng hiếm, và chỗ nào có thì cũng có rất nhiều. Nên chỗ mình đang lấy đây thì hầu như là ở một cái vùng này nó độ khoảng 2 ha, rất là nhiều. Nhưng chỉ có đúng cái vùng này là có thôi, trong một cái huyện này chỉ có đúng vùng này là có. Mọi người ai có nhu cầu cần đến sử dụng đến cái dây này để về làm thuốc bổ thận cố tinh rất là tốt.
tốt cho sinh lý nam giới và ai dùng làm thuốc để trị về gan nói chung và xơ gan cũng phải có nó này. À, khô gan đấy, tăng men gan cũng cần phải có nó mọi người. Hôm nay thì mình đi lấy nó về để sử dụng trong cái thang thuốc mà yếu sinh lý của một bác chủ của một doanh nghiệp mỏ đá có cái bị yếu sinh lý. Mình đi lấy về để cho vào cái thang thuốc đó. Cây này tác dụng dược lý của nó thì trên tài liệu thì mình chưa thấy, nhưng mà theo kinh nghiệm dân gian của các thầy thuốc đông y thì là cây này là cố tinh, rất tốt cho về sức khỏe nam giới. Đấy, tăng cường sinh lý. Ai mà ví dụ như tinh trùng loãng đấy, là uống cây này rất là tốt. Ví dụ như hiếm muộn, bệnh hiếm muộn nó cũng cần phải đến cây này. Thỏ ti tử gồm có tơ hồng vàng, tơ hồng đỏ và tơ hồng xanh. Nhưng tơ hồng vàng cũng có tác dụng chữa trị trong bệnh hiếm muộn và tinh trùng loãng cho nam giới. Nhưng ở đây theo kinh nghiệm của mình và những thầy thuốc đông y, một số thầy thuốc đông y của đồng bào dân tộc người Mông thì họ chỉ dùng cái dây tơ hồng xanh này. Đấy, thưa các bác. Đó. Đây à, đã được lưng bao rồi này nhỉ? Ôi, con là đầy. Đây, tạm thời để ở đây đã. Thì tí còn giữ gỡ. Đi tìm được nhiều. Đó. Trong này, cái vàn trong này cũng vẫn có này. Đó, mọi người. À, tí hái thông đất, tí nhổ hết thông đất. Chữa bệnh teo não, giảm trí nhớ. Thông đất. Đây, và đây là một vàn mua nhé. Cây này gọi là cây mua bà. Hoa mua đây mọi người. Cây mua này cũng có tác dụng với thuốc rất là tốt về đường ruột, lấy rễ của nó. Cái rễ của cây mua này rất nhiều tác dụng nhé mọi người nhé. Ví dụ như đường ruột chữa vào trong thang thuốc, lấy rễ của nó chữa vào trong thang thuốc dạ dày, viêm loét dạ dày. Và đường ruột thì cũng bị đường ruột kém, ăn uống khó tiêu, phân sống các thứ ấy, là rễ cây mua này đun uống rất hiệu quả. Đây, thỏ ti tử đây các bác. Đó, tơ hồng xanh nhé mọi người nhé. Tơ hồng xanh tác dụng sơ qua thầy Hảo Lâm nói tác dụng của nó, như hôm nay thầy Hảo Lâm đi lấy về để chữa trong thang thuốc triệu chứng tinh trùng loãng, yếu sinh lý tinh trùng loãng. Đó. Và xuất tinh sớm. Lấy về chữa cho vào trong cái thang thuốc đó. Uống riêng cây này cũng được, nhưng uống dài ngày, uống rất dài ngày, rất tốt cho gan, thận. Nếu nam giới uống riêng cây này, uống thay nước lọc hàng ngày thì là rất tốt cho những cái trường hợp mà hiếm muộn, trường hợp nam giới bị yếu sinh lý và tinh trùng loãng đấy, là uống rất tốt. Chỉ cần riêng độc vị một loại dây này thôi. Đây,
quả của nó đấy ạ. Đó. Đó. Đó, quả nó đấy và hoa nó đây. Hoa đây. Và video của Thạch Hảo Lâm hôm nay giới thiệu với các bác về dây tơ hồng xanh đến đây là kết thúc. Chúc toàn thể mọi người luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và chúc mọi người thành đạt trong cuộc sống. Hẹn gặp lại toàn thể mọi người trong video tiếp theo về những cây thuốc khác Thạch Hảo Lâm chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.